trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Việt Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào Nhất Anh và chào quý vị khán thính giả. Nhanh có để ý trên cái bàn của mình là có một cái món quà lưu niệm là anh Thắng đem tới đây. Thì không biết là anh Thắng đi du lịch ở đâu mà cầm về cái món này vậy, anh Thắng? Nhất Anh có thể đoán được ở đâu không? Này giống như là, cái này giống cái thuyền. Thì cái thuyền này chắc là đi biển, đi mới đi đảo vậy anh Thắng? Đúng rồi, tôi vừa mới ở Fiji về. Dạ. Thì đây là những món quà lưu niệm tại Fiji khi chúng ta đến du lịch ở quần đảo Fiji. Thực sự cái này không phải là cái trống mà như nó không phải là cái thuyền như Nhất Anh vừa nói. Dạ. Mà đây là một cái loại trống của người Fiji. Họ dùng cái loại này, đó là một cái loại gỗ tốt. Và họ đã khoét ngay chính giữa và họ làm có hai cái cây trong đó. Dạ. Nhất Anh để có hai cái cây. Đó là hai cây để đánh trống đó. Dạ. Đây họ dùng, đây là coi như một cái loại nhạc khí. Dạ. Và đồng thời nó một cái loại để mà họ tập trận với nhau. Là như người ta gõ như thế này đó anh Thắng? Đúng, đúng rồi. Dạ. Người ta để nghiêng cái đó và người ta gõ ở trên. Dạ. Thì đó là một cái, trong cái video clip mà chúng ta có dịp xem thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của người Fiji đó, họ dùng cái loại trống như thế nào. Dạ. Và còn cái đó của mà Nhất Anh cầm trên tay đó, đây là một cái loại vũ khí mà tôi cho rất là đặc biệt của Fiji mà khó mà tìm được ở chỗ nào trên thế giới. Dạ. Và đây là một cái vũ khí đó mà khi mà người Fiji, dĩ nhiên đây chỉ là một cái loại nhỏ, mà làm nhỏ lại để họ bán làm souvenir thôi. Dạ. Thực sự cái này thì nó rất là lớn, nó có thể dài giống một thanh kiếm đó. Và người ta cầm cái này đó là đây là một cái vũ khí người ta tấn công địch thủ, và cái này là cái để mà đâm vào cổ của kẻ thù, và đây cũng là một cái vũ khí rất là nguy hiểm. Dạ. Nhanh để ý một cái nữa là hôm nay anh Thắng mặc áo như là đi là đi biển vậy, là cái này cũng ở Fiji luôn hả anh? Cái Thắng? Áo này đây là cái màu xanh này, đây là một cái màu nó biểu tượng cho cái quần đảo Fiji. Dạ. Nó hơi khác Hawaii một chút. Hawaii mà chúng ta hay đi nghỉ hè ở trên quần đảo Hawaii đó. Dạ. Thì Hawaii là cái quần đảo nằm ở phía bắc bán cầu, và đây là một cái quần đảo rất là nổi tiếng, chúng ta biết đến là Hawaii của Hoa Kỳ rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà chúng ta đi về phía nam bán cầu đó thì Fiji là một cái quần đảo cũng rất là nổi tiếng. Fiji chúng ta phải nói cái địa lý của nó một chút là từ quần đảo Fiji mà đi xuống New Zealand đó là khoảng hơn 2 tiếng bay, tức là phải hơn 1.000 mile. Dạ. Rồi sau đó thì đi qua bên Sydney của Úc cũng thế, và chúng ta đi xuống Melbourne của Úc thì chỉ nó xa hơn. Dạ. Nhưng mà chúng ta đi gần nhất cái thành phố của bên Úc đó là thành phố Brisbane. Dạ. Thành ra nó cũng khoảng cái khoảng cách nó bằng với bên Auckland của New Zealand. Dạ, nó chỉ cách chỉ có 2-3 giờ bay. 2 tiếng rưỡi bay thì cứ cho là khoảng gần 2.000 cây số. Dạ. Thì Fiji là một cái đảo hay là nó có nhiều đảo với nhau hay không? Fiji là một cái quần đảo tương đối là khá lớn. Dạ. Dĩ nhiên đó thì nó có tới khoảng hơn 330 đảo. Dạ. Thế tuy nhiên thì cái đảo mà có người ở đó chỉ khoảng gần 110 đảo có người ở thôi. Dạ. Nhưng mà hai cái đảo lớn nhất thì phải nói là đảo Viti Levu và một cái nữa là Vanua Levu. Dạ. Đó là hai cái tên của hai cái đảo lớn nhất tại Fiji. Dạ. Và dĩ nhiên khi chúng ta đến thì chúng ta sẽ đến đi du lịch thì chúng ta sẽ đến một cái thành phố rất là nổi tiếng về du lịch, đó là thành phố Nadi. Nhưng mà thủ đô chính của quần đảo Fiji lại là Suva, và nó nằm trên cái Viti Levu hoặc trên cái quần đảo đó. Dạ. Còn thủ đô của Fiji là vừa mới nói với Nhất Anh đó là Suva. Suva là cái thủ đô lớn, và đồng thời cái quần đảo này dân số của Fiji, quần đảo Fiji nó khoảng gần 840.000 dân. Dạ. Thế tuy nhiên gọi là đến 80% thì 85% là họ đã sống trên hai cái đảo lớn rồi. Dạ. Và hơn 70% là họ sống trên cái đảo Viti Levu, và cái đảo này là một cái đảo lớn, và đồng thời thành phố du lịch nổi tiếng của cái đảo Viti Levu đó nó là thành phố Nadi. Yeah. Thì cái thành phố Nadi này sở dĩ nó trở thành cái thành phố coi như là trọng tâm của du lịch, cái lý do tại vì từ cái thành phố này người ta có thể đi ra một cái quần đảo Yasava Island. Nó là một cái chuỗi đảo rất là dài kéo lên phía tây tây bắc của cái thành phố Nadi. Yeah. Và tất cả du khách khi phần lớn khi đến Fiji thì tôi để ý đều phần lớn là tham dự những cái chuyến cruise đi du lịch qua các quần đảo này, và một trong những cái quần đảo căn bản để mà du khách có thể thưởng ngoạn được cái thắng cảnh của Fiji đó là người ta hay đi gọi là cái South Sea cruise, tức là đi về đảo phía nam. Yeah. Qua cái đảo phía nam của cái quần đảo Yasava. Yeah. Thành thử là đến Fiji thì nó quá nhiều đảo, thành thử cái tên đảo nó đúng nó làm cho người du khách có thể dễ bị lẫn lộn từ cái đảo này sang cái đảo nọ. Yeah. Thế tuy nhiên thì
Nếu chúng ta muốn đi thăm tất cả các đảo của Fiji có lẽ chúng ta mất cả tháng trời. Yeah. Chứ không có phải ít. Nhưng mà thì cái du lịch nên đến những cái thành phố chính như là Nadi hoặc Suva, đó là những thành phố lớn, hoặc đến một cái thành phố khác là cái thành phố nổi tiếng về công nghiệp đường mía của quần đảo Fiji. Dạ. Thì anh Thắng này nói là cái đảo lớn nhất là Nadi mà cái đảo tập trung về du lịch. Không, cái thành phố Nadi. Dạ. Nhưng mà cái đảo thì nó gọi là Viti Levu. Dạ. Thì cái đó là nơi đó là ví dụ như du khách mà ở khắp mọi nơi trên trên đó trên thế giới bị tới Fiji là phần phải lớn tới là đến đó. Phải tới Nadi và, trước. Đúng. Dạ. Và khi chúng ta đến cái Nadi thì du khách cũng rất là ngạc nhiên, nhất anh biết không? Dạ. Tại vì cái ngạc nhiên đó tiên đầu tiên đó là người ta thấy cái thành phố này phần lớn toàn là người Ấn Độ cả. Yeah. À, mà chỉ chúng ta đi đến những cái khu vực như cái đảo về du lịch đó thì chúng ta mới gặp người bản xứ Fuji thôi. Yeah. Fiji. Còn phần lớn là người Ấn Độ. Cái sở dĩ là tại sao có người Ấn Độ đó, đảo Fiji đó ngày xưa nó nằm trong cái khối Liên Hiệp Anh, nó nằm trong cái ngày xưa là thuộc địa của Vương quốc Anh. Thành thử khi mà Vương quốc Anh vào thế kỷ thứ 19 họ chiếm Fiji làm thuộc địa đó thì họ đã đưa một số những người Ấn Độ từ bên Ấn Độ sang để làm việc. Yeah. Làm về kỹ nghệ mía vân vân, và từ đó người Ấn Độ đã định cư ở cái đảo Fiji rất là nhiều. Yeah. Và bây giờ chúng ta đến thì cái thành phố Nadi á, thì chúng ta đến thì chúng ta có thể gặp rất là nhiều người Fiji nhưng mà gốc Ấn Độ. Thành thử đến đây đó thì du khách ngoài cái chuyện đi thăm các quần đảo, các du lịch về biển, về thiên nhiên, và đồng thời chúng ta còn có thể đến thăm những cái ngôi đền của Ấn Độ, những cái ngôi đền của Ấn Độ giáo. Và người Ấn Độ tại vì quá nhiều, thành thử họ đã lập ra một cái giống như một cái thành phố riêng cho họ vậy đó. Yeah. Tuy nhiên thì người Ấn Độ cũng như người bản xứ Fiji đã hòa lẫn với nhau, thành thử đã tạo cho cái thành phố Nadi là một cái thành phố nó mang một cái sắc màu hơi khác. Yeah. Thì nói về tới đảo thì tất nhiên là phải có những cái hoạt động trên biển. Thì đến với Fiji thì du khách có thể có những cái hoạt động nào để vui chơi, để trên nhìn qua đảo này qua đảo nọ thì mình sẽ làm gì anh Thắng? Một cái điểm mà tôi nhận xét là dĩ nhiên chúng ta sẽ đi ra đảo chơi. Yeah. Tại vì phần lớn cái tất cả những cái activity về du lịch đó nằm trên những cái đảo nhỏ. Yeah. Và mỗi cái đảo nhỏ này nhất anh sẽ không có tưởng tượng đó là một cái resort, tức là một cái hotel. Yeah. Riêng biệt họ đã mua hẳn một cái đảo thì họ làm cái resort để đón du khách. Yeah. Thành thử tùy theo du khách muốn đi cái đảo nào. Yeah. Thì mình có thể mua cái tour của cái resort đó chúng ta đi. Tuy nhiên thì mỗi một nơi mà chúng ta đến thì chúng ta sẽ được thưởng thức mỗi đảo đều có cái khác nhau. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta đi cái cruise trên cái South Sea tour đó của cruise thì chúng ta nhận thấy được rất là đặc biệt. Là ở đây tôi nhận xét nó khác hẳn với bên Hawaii một chút, là những cái đảo san hô. Yeah. Rất là nhiều. Chẳng hạn như nói đến cái đảo lớn đó, Viti Levu. Yeah. Thì chung quanh đảo, chung quanh cái đảo lớn đó, nếu chúng ta mà đi thuyền thì cũng rất mất cũng khá nhiều thời giờ. Tại vì cái diện tích của cái đảo, tuy thì diện tích nó chỉ chừng ngang bắc xuống nam khoảng 140 cây số, khoảng 100 cây số, nhưng mà từ đông qua tây thì khoảng tới 140 cây số. Thế tuy nhiên mà đi một cái chu vi như vậy đó chúng ta đi mất gần 500 cây số, thành thử để đi hết một cái vòng đảo cũng rất là tốn kém thì giờ. Và đặc biệt là trong cái chung quanh cái đảo lớn đó, thì rất là nhiều bãi san hô, thành thử chúng ta có thể có nhiều cơ hội để cho đi thăm những cái san hô ở chung quanh cái quần đảo Fiji. Và đó có lẽ đó là một những cái điểm đặc sắc của Fiji, nó khác với bên Hawaii. Hawaii cũng có, chẳng hạn như nếu nhất anh có dịp đi Hawaii rồi thì chúng nhất anh có thể đi ra cái khu vực nó gọi Hanauma Bay, ở cái vịnh Hanauma chúng ta có thể đi xuống để lặn xem những cái san hô ở dưới đó, cái đời sống của cá. Dĩ nhiên thì Fiji cũng giống như vậy. Yeah. Nhưng mà Fiji có nhiều hơn rất là nhiều. Và cái đặc biệt đó là tất cả những activity về du lịch họ cố gắng họ tạo ra nhiều cái activity để mà cho du khách đến Fiji có thể tham dự những cái đó. Yeah. Thì thường mỗi nơi những cái bãi biển khác nhau thì nó đều có một cái màu nước khác nhau. Đúng. Thì ở Fiji thì cái màu nước nó như thế nào anh Thắng? Màu nước tại vì như tôi vừa mới nói chuyện với Nhất Anh về cái đảo san hô nằm phía dưới đó. Yeah. Thành ra tất cả những cái bãi san hô nằm ở dưới, thành ra chúng ta có thể nhìn thấy những cái dãy san hô như vậy. Thành ra cái màu nước nó màu xanh, xanh như xanh cẩm thạch đó. Yeah. Khi chúng ta đi ra cái độ sâu thì nó trở thành màu blue dần ra. Yeah. Thành thử nếu một cái hôm nào mà trời
trong sáng nắng, và chúng ta nhìn thấy bãi biển, nhìn thấy cái dòng nước biển ở những khu vực san hô, và chúng ta nhìn cái khu vực ở ngoài san hô, chúng ta thấy hai màu khác nhau. Và đặc biệt đó, nãy có dịp trình bày với Nhất Anh đó, là đảo của Fiji nó nối liền nhau. Yeah. Thành ra có nhiều cái khu vực mà cái dãy san hô phía dưới nó nối từ đảo này sang đảo nọ. Thành ra chúng ta đi trên cruise đó, là rất là, nếu mà người mà không biết lái về cruise rất là nguy hiểm. Yeah. Tại nếu chúng ta chỉ cần băng ngang qua cái dãy san hô đó, là yeah, thuyền có thể bị chìm ngay. Yeah. Thành ra cái người mà kinh nghiệm thì họ sẽ đi dọc theo cái đường nối san hô giữa đảo này qua đảo nọ cho chúng ta xem. Yeah. Thành ra đó cũng là một cái, tôi cho là một cái thắng cảnh thiên nhiên không phải chỗ nào cũng có. Yeah. Nó khác hẳn với, tôi có dịp tôi đến Hawaii mà tôi không nhìn được thấy cái điều đó. Yeah. Thì hồi nãy anh Thắng nhắc tới cruise, thì không biết là ở Fiji nó có những cái dịch vụ mà về cruise giống như là ngắm hoàng hôn hay như thế nào không? Có rất là nhiều cruise để chúng ta có thể tham dự một cái chuyến đi về du ngoạn thiên nhiên ở tại Fiji. Có thể quý vị có thể chọn đi một đêm, quý vị có thể chọn đi hai đêm, để đi vấn đề chúng ta đi bao nhiêu đảo. Yeah. Thành thử chúng ta có thể đi một tuần 7 đêm để đi hết một cái vòng những cái đảo Yasawa Islands. Yeah. Mà tôi vừa cái dịp trình bày đó. Tuy nhiên thì Nhất Anh vừa mới hỏi là có những cái dịch vụ như nào, dinner cruise, cái gọi là sunset cruise. Yeah. Cái dinner cruise là chúng ta có dịp đi tham dự một bữa ăn tối ở trên cruise, và đồng thời chúng ta có dịp ngắm cái sunset ở trên đảo, các quần đảo của Fiji. Mà yeah, tôi cho đó là một trong những cái hình ảnh rất là đẹp, làm cho người du khách rất là khó quên. Yeah. Tại vì một cái thuyền đó thì không quá lớn, nó chỉ có thể chứa khoảng 40 du khách hay 50 du khách trong một cái dinner trên thuyền thôi. Yeah. Mà trên thuyền họ có những cái bàn đó, họ set up phía ngoài lan can. Yeah. Hay cái ban công của cái cruise đó. Yeah. Chúng ta có thể ngồi để mà ăn, hoặc là chúng ta vào trong chúng ta ăn ở bên trong và đi ra ngoài ngắm hoàng hôn, ngắm trời đất và ngắm sunset. Sunset đặc biệt là những cái mặt trời khi mà hướng tây đó. Yeah. Thì cái mặt trời nó lại chiếu vào những cái quần đảo. Yeah. Nằm ở trên biển, thành. Yeah. Thử cái nét đẹp của nó, nếu chúng ta chỉ nhìn thấy một cái sunset ở trên biển nó sẽ khác với sunset chiếu xuống một cái đảo trên biển, nó cũng khác nữa. Yeah. Và tôi cho đó là những hình ảnh rất là đẹp cho người du khách khi đến thăm Fiji. Yeah. Rất là khó quên. Những, những, thương những thương cái đó thì chúng ta phải book qua những. Yeah. Cái travel agent, hoặc chúng ta. Yeah. Book qua những cái cruise đó, thì. Yeah. Tùy cái số ngày chúng ta ở Fiji là bao nhiêu ngày. Yeah. Nhưng mà phần lớn thì du khách tôi để ý đó, thì người ta có thể đi ra đảo ở mấy ngày, đồng thời người ta vẫn có những cái resort, vẫn có những cái phòng ở trong cái khu Đức Nadi. Yeah. Tại vì Nadi thì gọi là thành phố, nhưng mà Nadi nó đã được ngăn chia bởi một con sông để tạo ra một cái đảo, nó gọi là một cái đảo riêng biệt. Thành thử cái đảo đó chỉ dành cho những cái khách sạn 5 sao thôi. Chẳng. Yeah. Hạn chúng ta sẽ ở Hilton, chúng. Yeah. Ta sẽ ở Sheraton chẳng hạn. Và đó là những cái khách sạn rất là tốt. Có một câu hỏi quan trọng mà như anh quên hỏi anh Thắng từ nãy tới giờ, đó là cái văn hóa của Fiji thì như thế nào hả anh Thắng? Khi mà chúng ta đến tham dự bất cứ một cái tour nào ở bên Fiji đó thế nào, thì những cái chương trình mà đi tour ở bên đó, họ đều đưa mình ra một cái đảo nào đó của trong cái chương trình đó, để chúng ta có thể tham dự một bữa ăn trưa, đi tắm biển, đi xem lặn san hô, hoặc là chúng ta có thể có một cái activity là chúng ta đi trên cái gọi là submarine để chúng ta nhìn những bãi san hô ở phía dưới. Yeah. Biển. Thì đó cũng là một trong những cái điểm chính trong các chuyến đi tours ở ngoài đảo ở bên Fiji. Mỗi lần chúng ta đến bất cứ một cái đảo nào đều có những người Fiji họ đã đứng ở welcome hát mời du khách, và đồng thời chúng ta đến những cái đảo nhỏ đó, chúng ta ăn lân xong thì người ta biểu diễn đánh trống như hồi nãy mình làm Nhất Anh coi. Dạ. Đó, và sau đó thì chúng người hát, thì cái người Fiji mà người nam đó, hoặc như là những người chiến binh, họ đang biểu diễn những cái loại vũ khí với cái loại múa của họ. Còn trong khi đó những người thiếu nữ, những người phụ nữ, họ sẽ ra họ múa theo cái kiểu của Fiji. Và dĩ nhiên cái điệu múa này nó khác hẳn với Hawaii. Yeah. Mặc dù Hawaii với Island, với lại Fiji Island, người ta gọi chung cái gọi là Polynesian. Mm. Nhưng mà cái Polynesian nó kéo dài suốt từ Hawaii rồi xuống tới tận New Zealand. Yeah. Nhưng mà mỗi một cái khu vực đảo nó đều có những cái điểm văn hóa khác nhau một chút. Dạ, cảm ơn anh Thắng đến với chương trình ngày hôm nay và cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt TV rất là nhiều thông tin bổ ích về Fiji.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trường Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây là kết thúc. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.